Tiểu Mãn về rồi. Chúc mừng tổng giám đốc Tô đã lấy được đơn hàng lớn cho Lộ Phong. Cho nên bây giờ bố nói cô biết được rồi chứ? Cô muốn biết điều gì đây? 319 em. Tiểu Mãn, mẹ đã ướp lạnh do cho con rồi. Con muốn ăn bổ ít không? Không cần đâu mẹ. Được rồi. Bố ấy luôn xem Võ Diệt là người kế nhiệm của mình mà đào tạo nên. Nó là học sinh ưu tú nhất của bố, cho nên bố thật lòng mà nói mong muốn hai đứa con đến với nhau. Nhưng mà hai chúng con bị ngăn cách giữa bí mật như thế, làm sao đến với nhau được đây? Được rồi, bố nói, bố sẽ nói hết với con. Võ Diệt, là cậu sử dụng email của tôi gửi email đúng không? Là vì Tô Mãn sao? Tại sao cậu lại làm như vậy chứ? Vì tiền, vì tiếng, hay vì trả thù? Buổi tối hôm đó rõ ràng tôi đã say đến bất tỉnh, giống dĩ không thể nào gửi mail trong thời gian đó. Còn học sinh đã mua thẻ iPad ở cửa nhà hàng thì sao? Không giấu gì cậu, tôi đã tra thông tin khách hàng rồi. Tôi phát hiện người quản lý tài khoản ở thành phố này, anh ta cũng họ Võ. Câu chuyện về đứa trẻ kia chính là câu chuyện của cậu đúng không? Chị nói xong rồi. Tôi đi trước đây. Chuyện của bố cậu, tôi rất xin lỗi. Thân làm giám đốc dự án, tôi nên chịu hoàn toàn trách nhiệm, không oán trách gì. Miễn là chuyện này có thể kết thúc với một mình tôi sẽ cân nhắc. Tôi đã từ chức rồi. Binra Injata cũng đã trả giá vì chuyện này. Tiền hoàn lại, tôi sẽ chuyển đến thẻ của cậu. Đây là ý của chị và tổng giám đốc Nhậm sao? Là quyết định của một mình tôi. Chị yên tâm đi, tôi sẽ không đuổi cùng giết tận đâu.
Lần này hai người đều hiểu rồi chứ? Chuyện này từ đầu đến cuối đều là ý chung của tôi và Võ Diệt. Thực ra thì Võ Diệt này nhẫn tâm hơn tôi nhiều. Không, Võ Diệt không phải là người như vậy. Một người đã trải qua tan nhà nát cửa, làm sao còn có thể đối xử với thế giới này không chút đề phòng nào chứ? Tiểu Mãn, thế giới này không phải như con nghĩ đâu. Nó rất tàn khốc đấy. Thứ tàn khốc là người, không phải thế giới. Tóm lại, chuyện này ấy đã kết thúc rồi. Bố sẽ tiếp tục hỗ trợ hai đứa ra nước ngoài đào tạo thêm. Yên tâm đi. Đây chính là đền bù của bố sao? Con còn muốn sao nữa? Tô Tiểu Mãn, con còn muốn sao nữa? Bố là bố của con, bố là bố ruột của con. Chẳng lẽ con muốn đến tiền đạt tố cáo bố sao? Con muốn báo cảnh sát sao? Ông nói nhỏ tiếng chút đi. Bà xem thái độ của con gái bà kìa. Mọi thứ tôi làm chả phải điều gì hai người sao? Chả phải vì cái nhà này hay sao? Bà xem thường gió gì người ta, chê người ta gia cảnh không tốt, nói không chừng với con gái bà. Thì tôi có cách để gia cảnh đó tốt lên, trải đường cho nó. Chẳng lẽ tôi đã sai sao? Còn con nữa, bố mẹ tiết kiệm chi tiêu cho con ra nước ngoài, con muốn nhận được nền giáo dục tốt nhất. Nhưng mà kết cục thì sao? Con nói thế nào? Con muốn tự tay hủy hoại bố con sao? Vì lần đấu thầu này, bố đã dốc hết tâm huyết. Dưới sức ép của nhiều công ty thế kia, bố giành được thắng lợi dễ dàng lắm hay sao? Đến cuối cùng, thậm chí cả một bữa tối ấm áp bố cũng không được ăn. Nhưng nếu như tất cả những thứ này có được là do bố mất đi nhân tính, lừa bịp người khác, thì con thà không cần. Con nói sao chứ? Bạn nghe thấy chưa? Nó nói tôi lừa bịp người khác, mất đi nhân tính. Chẳng lẽ bố còn không bằng với Nhậm Thiên Thu của công ty các con hay sao? Hắn ta cầm một chương trình lạc hậu lỗi thời ra ngoài bán, không kiếm được tiền thì hắn bỏ chạy mất. Lúc khách hàng người ta tìm đến tận cửa, hắn chết cũng không nhận. Hắn mới là ma quỷ vừa giết người giết cả tâm. Hắn là ma quỷ. Tức là bố thấy xấu hơn, tệ hơn người ta, rất dễ dàng đúng không?
Cô sao vậy? Ra đây hóng gió biển, có phải đỡ hơn rồi không? Không. Mất hết cả rồi. Sao lại thế? Bố tôi, Võ Diệt, còn có, cô còn có tôi mà, còn có Trương Giang, còn có hạnh phúc nhỏ của chúng ta. Cạn ly. Anh vừa mới nói gì? Hạnh phúc nhỏ. Hạnh phúc nhỏ không còn nữa. Nỗi đau lớn đến rồi. Tôi không muốn trông thấy bọn họ. Tôi không muốn đi làm. Thế thì không đi làm. Tôi cũng không đi. Chúng ta không ai đi. Chúng ta đều không đi làm. Cho Võ Diệt đi làm một mình đi. Cứ cho anh ấy đi một mình. Anh bảo xem, có phải anh ấy rất cô độc không? Anh ấy chính vì rất cô độc đến mức không cần tôi nữa. Võ Thiên Thiên, em mau lên, sắp bị trễ rồi. Đến rồi, đến rồi. Võ Diệt, anh ồn ào quá. Võ Diệt, hy vọng cậu từ bỏ hận thù, luôn gặp những điều tốt đẹp. Võ Diệt, anh có đi không? Đi thôi.
Là ai gọi các cổ đông đến đây? Tôi hỏi cô, là ai gọi các cổ đông đến đây? Đi đi Thiên Thiên, hôm nay cố gắng hòa đồng với các bạn nhé. Anh đến đón em trễ một chút được không? Anh đã nói đến 800 lần rồi. Em đi vào đi. Trưởng nhóm, đã xảy ra chuyện lớn rồi. Sao vậy? Tôi nhìn thấy Han Tae-si và các cổ đông lớn đều đến cả, đang họp ở trong phòng đó. Tôi nhìn thấy sếp Nhậm mặt hầm hầm đi vào. Chả phải đến họp như thường lệ sao? Tiểu Mãn đâu? Không phải tôi nhiều chuyện nhé. Tiểu Mãn và Lâm Thiếu bỏ trốn với nhau rồi. Hai người cùng nghe điện thoại. Anh không ghen thật sao? Tôi giống như loại người ghen hay sao? Anh đã ghen rồi. Thành phố này thật tốt. Cái áo đẹp biết mấy. Tài sách đếp ma làm bẩn rồi này. Không sao, bây giờ con đã là người thành phố rồi. Bố, bố xem, thành phố này tốt biết bao nhiêu. Thành phố này tốt hơn nông thôn của ta nhiều. Trưởng nhóm, tôi có một chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ. Đi đi, xe ở phía sau. A Linh, yên tâm đi. Đợi đã. Thật là không nỡ. Mang theo cái này đi. Mang theo cái túi mới giống ông chủ nhỏ chứ. Giám đốc Võ, mời. Thế nào? Tòa nhà này đúng là cao. Ôi trời ơi bố. Bố nhìn đằng kia, đó chính là nơi bọn con làm việc. Tốt, tốt. Bố ơi, sếp bọn con nói muốn mời bố ăn cơm. Bố không đi, không đi. Không đi đâu. Sao con không nói sớm với bố chứ? Tóc tai bố không gọn gàng, bộ đồ này cũng không đàng hoàng, trong tay bố cũng không xách theo con gà con vịt gì hết. Bố, chuyện này bố đừng bận tâm nữa. Giám đốc Võ bọn con rất tốt tính. Đi thôi. Được rồi, được rồi. Ổn không vậy? Thế này có khi nào lộ tẩy không? Hay là tôi về trước, tôi còn có việc. Quay lại. Đến rồi, đến rồi. Giám đốc Võ,
Đặt nhà hàng xong chưa? Yên tâm đi, giám đốc Võ. Đã đặt xong trước rồi. Bố của Chí Hùng là người Tây Bắc, nhập gia tùy tục mà. Tôi đã đặt món Thượng Hải chính tông nhất đó, tốt lắm. Nhưng mà giám đốc Võ, chúng ta thiết đãi người nhà này như thế nào? Còn là lần đầu tiên, có khi nào có chút quá không? Các nhân viên khác biết được sẽ nghĩ thế nào? Chí Hùng và các nhân viên khác giống nhau được sao? Đối đãi với nhân viên ưu tú thế này, tôi đây là ông chủ, phải cẩn thận thể hiện một chút. Phải rồi, sao vẫn còn chưa đến vậy? Không phải đã hẹn gặp ở dưới tòa nhà hay sao? Tôi gọi điện nhé. Bố, đến đây, con giới thiệu cho bố. Giám đốc Võ, tôi đến rồi. Đây là bố của anh đúng không? Dạ. Chào bác, chào anh. Chào anh giám đốc. Bố, cái này bố gọi giám đốc Võ thì được rồi. Cậu trai này xưng hô thế nào? Cháu là tài xế. Chào giám đốc tài xế. Con xem, đều là người sang trọng. Thế chúng ta lên xe đi. Vậy làm sao được? Còn ngồi xe nữa. Bố Chí Hùng, giám đốc Võ bọn cháu lần đầu tiên thiết đãi người nhà đấy. Có thể thấy xem trọng Chí Hùng nhà bác biết bao nhiêu. Tiểu Trương, lái xe đi. Xin mời. Bố. Chí Hùng đã đến công ty nửa năm rồi. Anh ấy tuy ít nói, nhưng năng lực kỹ thuật rất mạnh. Mọi người đều rất kính phục anh ấy. Nghe nói bác đến, cháu liền nói với Chí Hùng muốn mời bác ăn bữa cơm, cảm ơn bác cho đàng hoàng. Không dễ gì bồi dưỡng được một thạc sĩ cao học ưu tú như thế này. Nào, cháu mời bác một ly. Bác cứ ngồi, bác cứ ngồi xuống. Bác ăn thêm đi nhé. Được rồi. Giám đốc Võ à, anh có người yêu chưa? Vẫn chưa. Bố à, bố đừng hỏi mấy câu này chứ. Cháu thì lại hâm mộ Chí Hùng cơ. Hai vợ chồng hạnh phúc như thế, kiếm đâu ra? Phải. Con dâu của tôi cũng xin như hoa hậu chứ chẳng chơi. Nói đi nói lại vẫn là Chí Hùng giỏi giang. Phải phải. Sếp Võ à, anh không biết Chí Hùng nhà tôi giỏi thế nào đâu. Thủ khoa khối tự nhiên, trường cấp 3 trọng điểm của huyện, vào trường đại học trọng điểm. Con gái đến nhà xem mắt, xếp hàng dài, mâm cỗ mừng, đổ đại học năm ấy, ăn tận 3 ngày. Lúc nó lên đường, cả thôn khu chiên đánh trống ra tiễn. Cả đời tôi thực sự nở mày nở mặt. Như vậy là quá đủ rồi. Thật sao? Dỗ vậy cơ à? Bây giờ còn làm ở công ty lớn. Công việc nó như thế nào? Tôi không hiểu rõ. Nên tôi nặng nặc đòi đến xem. Xem con trai tôi ở thành phố sống sướng thế nào. Được rồi. Đợi ăn uống no say xong, cháu đưa chú dạo một vòng công ty. Tốt quá, tốt quá. Chú xem, thành phố có nhiều nhà cao chọc trời đúng không? Công ty chúng ta nằm ở tòa nhà cao nhất, đi thang máy cũng mất 2 phút. Cảnh đêm đẹp mê hồn. Có thể ngắm được cả thành phố. Sống ở thành phố thì tốt đấy, nhưng phải có nhà mới dưỡng dạ được. Đúng không nào? Chí Hùng nhà tôi sắp mua nhà rồi. Nghe đâu nhà đất trên thành phố đắt cắt cổ. Chí Hùng nhà tôi tài giỏi. Nhà đã được chọn rồi. Ngày mai nó sẽ đưa tôi đi xem. Bố, đợi mua nhà xong sẽ đón bố lên ở. Được rồi. Phục vụ à, thanh toán, cho thêm 2 món nữa. Đủ rồi, đủ rồi. Chú ăn nhiều vô. Ở công ty Chí Hùng chịu khó chịu khổ, hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Cháu đã muốn mời anh ấy một bữa từ lâu. Hôm nay chú đến chơi, được dịp mời chú lại càng tốt. Chú ăn nhiều vào nha. Nào sếp Võ, cảm ơn. Chú đi thông thả.
Để cháu. Không sao đâu, để cháu. Cảm ơn sếp Võ. Chú đi thông thả nhé. Bố lên trước đi ạ. Được rồi. Sao anh lại chuyển đến đây? Chủ nhà đã đem bán căn hộ trước kia rồi. Chúng tôi bị đuổi ra ngoài. Sao không cho chúng tôi biết? Chúng tôi có thể giúp anh mà. Đó là thời điểm mấu chốt trong vụ đấu thầu của các anh. Chuyện giặt giảnh của tôi, Chí Hùng à. Mặc dù bây giờ anh không còn là nhân viên của công ty, nhưng chúng tôi vẫn là bạn của anh. Người anh em, đưa thừa rồi. Cố lên, đừng phụ công chúng tôi diễn một vở kịch hay. Rồi sẽ có nhà, rồi sẽ có tất cả. Sếp Võ, giờ mình đi đâu quẩy nhỉ? Quẩy cái gì? Đưa anh về tăng ca. Tôi còn có gì? Cao xanh hỡi, biết thế này đã lì mặt vào nhóm dự án của mấy người rồi. Giờ đã có thể thở phào. Đợi tôi với. Chị hai, rốt cuộc là đi đâu vậy? Giật giờ suốt một ngày rồi, cứ đi lang thang, lãng phí thời gian. Thế này không được sao? Trước mặt là trường mẫu giáo, mình có được vào chơi cầu trượt không? Hình như kia là em trai của Võ Diệt. Ngày hôm nay tôi đã nghe cái tên này hơn 1000 lần rồi. Nếu cô thấy nhớ thì đi gặp anh ấy đi. Gặp được thì đã sao? Vẫn dương mắt nhìn nhau, cạn lời mà thôi. Thiên Thiên, anh trai em có việc nên nhờ các anh đến đón em. Tôi biết các anh là người xấu. Lái xe tới đây. Võ Diệt, anh ở đâu vậy? Võ Diệt, anh ở đâu vậy? Võ Diệt à, anh đang ở đâu vậy hả? Anh ở đâu vậy hả, Võ Diệt à? Gọi điện báo cảnh sát nhanh lên. Alo, cảnh sát phải không? Theo định vị của tôi, đến đây ngay. Đứng lại. Võ Diệt, em bật định vị lên rồi. Anh đến mau đi. Đừng có chạy. Mau thả thằng bé ra. Muốn cút thì cút đi ngay. Nếu không, lát nữa cảnh sát sẽ đến, không chạy thoát được đâu. Chạy. Tao không có ý định chạy. Có nợ phải trả là chuyện đương nhiên thôi. Gọi thằng Võ Diệt đến đây cho tao. Chưa bao giờ có chuyện bốn nợ mà con phải trả. Và pháp luật đã quy định, chỉ khi thừa kế di sản mới chuyển nhượng khoản nợ. Tiền của bố mẹ Võ Diệt đã gán nợ cho ngân hàng, nên anh ấy không phải trả các người một đồng nào cả. Giờ nói chuyện pháp luật với tao sao? Nếu ai cũng tuân thủ pháp luật thì liệu có đám cho dây lãi như bọn tao hay không? Đừng lảm nhảm vô ích. Hoặc là bọn mày trả tiền thay đó, hoặc là tao đưa thằng bé đi. Anh ơi, em thấy chúng ta dẫn cô em này đi được đấy. Bọn mày chán sống rồi. Ngồi xuống. Thiên Thiên, em có sao không? Em có bị đau ở đâu không? Lâm Thiếu, họ là ai thế? Tôi cuốn lên, ấn phải nút gọi khẩn cấp. Bỏ hết vũ khí xuống, tất cả ngồi xuống. Gọn vào, ngồi xuống trật tự.
tay ôm đầu, không được nhúc nhích. Anh ơi, anh ơi. Không sao chứ? Võ Diệt, đồ Võ Diệt xấu xa. Mặc dù theo luật định tôi có thể không trả nợ, nhưng quả thực ban đầu bố mẹ tôi đã vay tiền. Tôi sẽ không quỵt nợ đâu. Tôi sẽ nhanh chóng trả cả gốc lẫn lãi theo quy định của pháp luật. Từ nay đôi bên sòng phẳng. Chuyện hôm nay là như thế nào? Đám cho vay nặng lãi thuê mấy anh ác ôn với mục đích ban đầu là bắt cóc Võ Thiên Thiên, nhưng không ngờ lại bị hai người bạn của Võ Diệt bắt gặp. May mà Võ Diệt kịp thời báo cảnh sát, những người có liên quan đều đã được đưa đi. Thành lập ngay một tổ chuyên án, phải triệt phá băng nhóm này, bảo vệ an toàn cho Võ Diệt, Võ Thiên Thiên và cả mấy thanh niên thân với cậu ấy. Rõ. Nhậm Thiên Thu, cậu đã hứa với các cổ đông kia như thế nào? Trên các bản báo cáo quý sau kia đã viết những gì? Một đơn đặt hàng lớn như vậy cũng để vụt mất, còn bày ra mấy trò biển thủ công quỹ này, không thể nuốt trôi nỗi quan này. Tôi đề nghị làm ơn xin quỹ thầu trình bày toàn bộ sự tình với bên Tiền Đạt. Tôi tin rằng họ sẽ không tiếp tục lựa chọn cho công ty của một kẻ bỉ ổi như Tô Phong. Quỹ thầu có nghĩa là phải xét duyệt lại từ đầu. Một khi việc chúng ta có gián điệp bị bốc trần, ắt sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch Binza Injata lên sàn chứng khoán. Tôi lại có cách nhìn khác. Mặc dù sự cố của Hạ Phi là một vết nhơ, nhưng cũng là dịp tốt để quảng bá hình tượng của công ty. Những chuyện tương tự xảy ra ở hầu khắp các công ty lớn nhỏ, nhưng Binza Injata chúng ta có gan, có can đảm đứng ra thừa nhận và gánh chịu hậu quả. Đây mới là một công ty lớn có trách nhiệm với cổ đông và người dân. Chỉ cần tuyên truyền thỏa đáng, tôi tin chắc rằng có lợi nhiều hơn có hại, và khả năng cao có thể thu hồi lại gối phần mềm. Chu Địch nói đúng. Ai đồng ý trình đơn xin quỹ thầu giơ tay. Nhậm Thiên Thu, chúng tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, lập công chuộc tội. Cậu hãy thảo ngay một bản đơn xin quỹ thầu gửi cho Tiền Đạt. Võ Diệt, không được cho bạn ngủ qua đêm đâu nhé. Bà yên tâm ạ. Lâm Thiếu, Tiểu Mãn, hôm nay thật lòng cảm ơn hai người. Anh làm gì thế? Chuyện nhỏ như con thỏ. Thiên Thiên là đứa bé có phúc. Phải đấy,
Cả thành phố rộng lớn, quả thực chưa chắc gì chúng tôi đã gặp được Thiên Thiên. Theo tôi thì đây gọi là ở hiền gặp lành. Chúng ta vừa giúp vợ chồng Ngô Chí Hùng thì Tiểu Mãn và Lâm Thiếu đã giúp anh. Anh Tần, tôi biết rồi, tôi về ngay đi. Tôi còn có việc nên về trước đây. Hai người thế nào? Lâm Thiếu cho tôi đi nhờ một đoạn. Hay là hai anh về trước đi, tôi còn có mấy lời muốn nói với Võ Diệt. Tôi thấy thôi thì chúng ta ở lại đây luôn đi, tôi không yên tâm lắm đâu. Không đứa nào được qua đêm ở đây đâu nhé. Thế này đi, xe của lão Từ để ở chỗ tôi, tôi đưa Tiểu Mãn về vậy. Thôi được, dù gì anh cũng nợ tôi. Chắc anh cũng không dám làm gì đâu. Tiểu Mãn, em biết hết rồi. Tôi xin lỗi. Em chấp nhận lời xin lỗi của anh. Em cũng thay mặt bố em nói lời xin lỗi anh. Tiểu Mãn, bây giờ chúng ta có thể quên lại từ đầu hay không? Anh nghiêm túc sao? Trước đây em hay bảo anh trốn em, né tránh em như sương mù mờ mịt, khiến em không nhìn rõ còn gì. Bây giờ sương mù đã tan rồi.